Theo bà con, thành phố Bảo Lộc là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển cây măng cụt theo hướng hàng hóa. Măng cụt vốn là loại cây ăn trái đa niên, sau từ 6 đến 7 năm kiến thiết cơ bản mới bước vào thời kỳ kinh doanh. Bởi vậy, một nhà nông ở phường Lộc Sơn, anh Nguyễn Huy Hoàng đã đầu tư canh tác măng cụt theo quy trình sản xuất nông nghiệp bền vững. Vườn măng cụt của nhà nông Nguyễn Huy Hoàng được trồng cách đây 18 năm. Khoảng 8 năm đầu, cây trong quá trình kiến thiết cơ bản nên cho thu nhập không cao. Đến những năm tiếp theo, măng cụt mới bắt đầu đi vào kinh doanh với năng suất đạt khoảng 100 kg trái một cây một vụ. Như vậy với 300 cây măng cụt, mỗi năm gia đình ông Hoàng thu về khoảng 200 triệu đồng. Vì cây măng cụt có tuổi thọ cao, từ vài chục đến trăm năm nên gia đình ông đang tiếp tục trồng măng cụt thay thế cho cây bơ và cây sầu riêng trong mảnh vườn rộng 3 hectare của gia đình mình. Trong quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất như thế quy trình canh tác bền vững tiếp tục được đẩy mạnh. Theo đó, ưu tiên sử dụng các loại phân hữu cơ, không sử dụng thuốc diệt cỏ, hạn chế ô nhiễm môi trường canh tác, tạo điều kiện thuận lợi để các loại thiên địch sinh sống, giảm cho đất, tạo điều kiện thuận lợi để cây trồng sinh trưởng và phát triển.